Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Đài truyền hình Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, thời tiết toàn tỉnh mây thay đổi, có mưa rào và dông. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang dự báo trong 24 giờ tới, tỉnh Tiền Giang tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới, nhánh phía Nam hoạt động ổn định sau suy yếu và rút dần ra phía Đông. Thời tiết trong tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi, mưa tập trung vào chiều và chiều tối. Trong cơn mưa dông cần đề phòng sấm sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Riêng thời tiết các khu vực trong tỉnh, tại các huyện phía Tây gồm Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và Tân Phước, mây thay đổi, có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Ở khu vực trung tâm gồm các huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho và Chợ Gạo, mây thay đổi, ngày nắng có lúc gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ. Thời tiết khu vực phía đông gồm các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và thành phố Gò Công. Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ. Thưa quý vị và các bạn, đối với khu vực trồng cây ăn trái, mưa giảm hẳn về diện, tuy nhiên những cơn mưa dông về chiều vẫn xảy ra ở khu vực phía Tây, do vậy bà con nên tỉa bỏ những cành tăm, cành khô, cành bị sâu bệnh để giảm diện tích hơn gió, tạo cho cây vững vàng hơn khi gặp gió mạnh. Còn đối với khu vực nuôi trồng thủy sản, thời tiết ít mưa, nắng chủ đạo, bà con nên kiểm tra, xử lý các yếu tố môi trường nước ao. Theo khuyến cáo của Chi cục Thủy sản Tiền Giang, các hộ nuôi tôm cần chú ý. Sau khi mưa, cần nhanh chóng rút bớt nước ở tầng mặt của ao bằng cách tháo các cửa cống thoát. Các thông số môi trường cũng sẽ có sự biến động lớn làm cho tôm yếu, giảm sức đề kháng. Thường xuyên theo dõi sức khỏe của thủy sản nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời. Bà con cần bổ sung vitamin C, khoáng vi lượng, men tiêu hóa vào khẩu phần ăn của tôm định kỳ từ 10 đến 15 ngày một đợt. Và mỗi đợt từ 5 đến 7 ngày, thu hoạch tôm nuôi khi đạt kích cỡ thương phẩm. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo thời tiết tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.